Ngày 3 tháng 3, huyện Vân Hồ đã tổ chức gắn biển cây di sản cho 100 gốc chè cổ thụ trên địa bàn. Sau khi khảo sát đánh giá tại thực địa đối với khoảng 2.000 cây chè cổ thụ của xã Tô Múa, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã chính thức lựa chọn 100 cây chè ở đây, đủ điều kiện công nhận cây di sản Việt Nam. Số cây còn lại cũng được đưa vào tổng thể vùng cây chè cổ thụ cần được gìn giữ, bảo tồn. Được biết, những cây chè cổ thụ này đã tồn tại ở vùng đất Tô Múa từ lâu đời, với tuổi thọ lên tới trên 200 năm. Hiện nay, huyện Văn Hồ đang chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục hồ sơ và các điều kiện tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với những cây chè cổ thụ này. Việc công nhận cây di sản Việt Nam không chỉ khơi dậy lòng trân quý thiên nhiên của cả cộng đồng, mà trong tương lai, người dân tô múa cũng kỳ vọng những cây chè cổ thụ này sẽ góp phần làm giàu đẹp cho mảnh đất quê hương, tạo ra quần thể tham quan du lịch lý thú dành cho khách du lịch với những sản phẩm đặc trưng, độc đáo.